kênh YouTube Quay Tùm Lum. Nhớ like và đăng ký kênh nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ cho tất cả mọi người xem cái bức ảnh này. Đây, bức ảnh này chính là bức ảnh trong thời gian vừa qua người ta chia sẻ rất là nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Người ta nói đây là bức ảnh yêu tinh, không phải là yêu tinh bình thường nha. Đây chính là yêu tinh may mắn. Vì sao gọi là yêu tinh may mắn? Vì các bạn muốn ước cái gì sẽ được cái đó. Ví dụ các bạn muốn có tiền, có vàng, có người yêu, thì ngày hôm sau các bạn sẽ được như ý muốn, là có tiền, có vàng, có người yêu. Thì cách thức thực hiện như thế nào thì tin mạng có chia sẻ như thế này. Các bạn phải đăng hai bức ảnh. Một là bức ảnh yêu tinh may mắn này. Hai là bức ảnh các bạn cần muốn có gì. Ví dụ các bạn muốn có tiền thì các bạn chia sẻ hai tấm ảnh này lên Facebook. Chỉ trong vòng 24 tiếng là ước muốn của các bạn sẽ thành sự thật. Có tin được không ta? Có tin được không? Và mình đã làm thử và mình đã chia sẻ thử coi 24 tiếng sau mình có vợ hay không ha. Mình chia sẻ ước muốn là tìm được một người vợ xinh đẹp dễ thương, xem như thế nào, và cuối cùng có gì đâu. Mà không biết vì sao trên mạng xã hội chia sẻ rất là nhiều cái thông tin này thành một cái tàu lưu luôn. Mở Facebook ra là thấy, cứ mở Facebook ra là thấy. Trời ơi. Đó, nhìn kỹ đi, yêu tinh may mắn đó nha.